Dạo dạo anh em. Vâng, welcome back anh em to my canal. Canal. Muốn giữ con HT này để phòng mình có ấy, mình có sách thánh. Chơi này đi. Anh em có phải trụng HT phết nhỉ? Quái HT à nè. Anh sợ. Cái gì con HT2. Con già này cũng ngon này. Mình thấy con kép của con lau cũng khá là ok. Heartbreak is one thing, my ego's another. I'm begging you, don't embarrass me, mother, father, no. Martial art. Please, please, the door please. To another opens now. My dear baby, stay inside. Oh, the door to another dimension opens. So let him out tonight. May không ai có thương em. Thương khổ phết. Oh. À, gia T2 căng đấy. Chết rồi, con này có Gaia anh em ơi. Xử nó không ta. Mày quá xử được không? Ok đấy anh em ơi. Mười điểm. Mà có sách thánh thì chắc là mình lại đánh những con bài mình cần đánh thôi anh em ơi. Là những con bài đơn giản, gọn nhẹ và dễ sử dụng thôi. Cụ thể là nhà thú. Shall I compare thee to a summer's day? Chứ Yon trận này cũng không chơi mà sách thánh rồi. Thánh thì thường nghĩ khi đánh Yon. Tại kiểu anh em sẽ dồn đồ cho một cho hai chủ lực đấy. Mấy anh em dồn cho Teo hoặc là dồn cho con cát sao đấy rồi thì dồn cho Yon nó sẽ khá nhiều mana nhỉ. Tam Ngọc Đại nữa là biết đánh gì luôn đấy. Lại đổi phe đấy. Chắc mình sẽ kích thêm bạn này. Floor này xin luôn đúng không? Ra ngọc đại nữa ngon. Đang chờ ngọc đại. Không ai sát thủ gì đúng không? Không ai có thương luôn này anh em ơi. Khả năng mình sẽ chơi bằng 2 AT đứng góc đi. Đây này đi. Cho Floor bên kia gánh team. Amelie đứng đây đi. Xin luôn nè bạn ơi. Giờ mà không sát thủ mà. Nào ra ngọc đại không nào. Ra ngọc đại là biết chuyện gì xảy ra liền đấy. Thế bây giờ mình cứ chơi hắc ám được mình rồi mình chờ ngọc đại cũng được. Nhất chờ thêm một vài vòng nữa để nó ra.
Don't let me know tonight. Không có máu nhỉ, mỗi sát à. I feel kneel before your master. Oh, I'm asking, baby. Please, 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 don't fool them right. And please, please, don't bring me to you. I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, and it comes another. Nói biết nhiều đồn yếm bé rồi sợ mi. Bạn kiếm khỏe ghê ta bằng kiểu khói thương cho cũng điên rồ phết. Thế là mình đánh hai trận thú liền rồi ấy. Đây đánh khác áo không ta? Đánh nhiều thú quá nó cũng hơi nhàn nhàn. Để bạn này nhé, bạn này có một cái thương. Em này phải chạy đâu thôi. Phách thánh không? Có mỗi thương thôi mà floor 2 cho cũng điên rồ ấy. Hai cái thương, ui mình chiến kiếm rồi. Ui hai tay sấy trượt rồi anh em ơi, đùa đấy. Đấm như phát nè. Bé đấy HT sấy trượt. HT lên HT 2 một tí anh em ơi, HT 1 hơi lò lò. Cửi, ơi ê, ê, thôi khỏi HT nhá, tạm biệt bạn nhé. 1, 2, 3, 4 luôn nhá. Thêm PC luôn nhé. I will see my destiny to the end. Please, 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 don't fool them right. À mình bạn em mình sửa bạn này là mình 100 máu này. Bye bye bạn 100 máu kia nhá. Bye bye. Rồng nhưng mà không có thương. Lau hai sớm. Cầm máu. Rồng à. Rồng à bạn. Rồng à. Biết được ra thương phải sao em? Thú nhiều quá nhỉ? Thôi, đánh thú đi. Chưa ra hắc ám, chưa ra đâu, chưa ra ngọc đại, chưa ra thương gì. Dễ là ra đồ thủ tiếp em. Một cái bạn thương bắt bên kia. Hai thương bắt bên này, một thương bắt bên kia. Ở đâu nhỉ? Tôi thấy xong rồi. Bắt giữa rồi anh em ơi. Bắt bên này tốt rồi. Ba bạn bắt bên này rồi. Ba bạn bắt bên này. Kệ bạn đấy nhá. Ta sẽ cứ chơi hơi để đề phòng bạn này. Tí nhưng bạn này mình gặp rồi. Bạn này mình chưa gặp nhưng mà cũng chả sợ. Ôi tèo bắn ngon thế, tèo bắn đẹp thế. Floor xin đôi, à floor xin một. Long ti. Ok. PC gánh phết. Heartbreak is one thing.
Hắc ám được không nhờ? Tích má liềm. Phép em ơi. Rồng thì chắc là bà đun chắc bán đi. Hoặc Vera bán, bán Vera hoặc bán đun. Chuỗi thắng. Má ăn kia khỏe thế. Ui đừng 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 đừng, chơi đồ hàng này khỏe quá. Ui. Ai ai nhầm nhập. Tắt đùm. Ôi giời ơi, nỗi buồn chồng chất nỗi buồn. Anh em ơi, nỗi buồn chồng chất nỗi buồn. Thôi chuỗi thắng mất rồi, cũng nhót mấy em này đi. Ai giời ơi, nỗi buồn. Cái nỗi buồn sâu thẳm. Hay quá em ơi. Buồn sâu thẳm. Bắn nhầm nữa. Cái thế đang giữ chuỗi mà không giết nó kịp anh em ơi. Mồi máu nhiều quá. Bù đam mà giết nó. Sớm phết ha. Hết nhưng mà con ma lốc của mình 7 con ma lốc. Ôi dồi ôi, tiếc không. Bắt đầu mọi người bắt đầu tranh nhau ma lốc của mình rồi. Kiếm đâu con ma lốc bây giờ. Ở đây. Ôi giời ơi. Đồ kìa đồ. Ma lốc à. Mà nó vào đây đi. Chắc là lên đập con ma lốc 2 sớm anh em ơi, sao đấy. Ủa bên kia teo bắn đẹp thế. Ô sao nó nộ được vào đấy vậy. PC 2 ulti. Ma lốc đứng yên rồi anh em ơi. Phát nốt con quét đi. Ồ được ha. Nhót à, nhót. I will see my destiny to the end.
Theo 2. Oh, 10 điểm, 10 điểm. Maybe you. Maybe you and you and all of you. All of you. Cả hai ba đi. Fuck me. Luôn bắt đầu. Cái bàn. Tươi anh em ơi, tụi em tưởng nó đang xấu xấu xí xí mà nó lại tươi tắn rồi. Ô phổ ơi. Nó lại tươi tắn rồi anh em ơi. Chín luôn anh em ơi, lên chín luôn, lập con vong cắt 3. Làm tí vong cắt 3 xong rồi nó chết bởi vì nó quá nhiều đam. Một cắt 3 hay bị chết vừa phần lắm em. Hỏi chơi 2 vong cắt. Chơi 2 vong cắt cũng được, nhưng mà chạy cứ chạy thẻ thú thì mình không thích đánh tinh nhiều cái tí. Thẻ thú gần như thẻ ngon nhất rồi. Không nhiều yon mất một con yon này. Vậy mà không nhiều yon xong. Thương đáy hai bên anh em ơi, chịu. Mình bắt các bạn ấy không bắt được hết. Góc nào ulti đẹp tí không nhỉ? Cái này toàn choi anh em ơi. Bên này đi. Choi. Chọn lại bắt một vài bạn đi, mình sẽ chơi kiểu mất một con thôi vậy. Con cắt 2 6 thú thì nó quá là bá rồi. Không còn từ ngữ gì mô tả này. Đồ khá là xấu ấy. Đồ xấu tậm, xấu thậm, xấu tệ luôn ấy. Bạn nào gặp mặt sau mình đây. Nên roll Marlock nhỉ? Kệ. Lên rồi lấy Thane cũng được em ơi. Thane thì đánh một Thane, một PC. Ok. Ai thương đáy bên này. Bắt Vera mình. Sẽ đến Vera bên này. Mà lúc 1 mình nhảy nó sôi động phết nhỉ. Ôi dồi ôi, đừng bảo con Vera 2 với con Teo 1 này thua con rồng kia nhá. Này mình một cái thương nữa thì cọc vào đầu mấy thằng cu. Ô, được phết nhỉ. 2 von cát à? Bỏ teo đánh 2 von cát à? Không có sách thánh nhỉ? Hay sách thánh à? Thêm sách thánh được không? Bạn ơi, thêm mình sách thánh được không? Mình bỏ con teo đi luôn, không chơi teo luôn, mình chơi Lily. Chứ con teo này cũng chẳng có ý nghĩa mấy. Thế ưu tiên mình sẽ lấy là một cái sách thánh nhá em nhé. Ưu tiên nhất là cái sách thánh nhá. Này không nhiều yon đúng không? Một yon. Chơi được, hai con cát chơi được, hai con cát nhỉ. Yon nó sấy một con đúng không? Chưa giáp bằng mệnh nhỉ. Bây giờ ấy. Chrissy trước này hay là teo hay là con cát luôn nhỉ? Cắt thì bây giờ nó chưa có. Chưa có đấy. Đồ chắc ném cho Cret à? Xin đây. Justice
Ôi, con này điên rồ thế. Nhảy phát, ui yếu thế. Truy hồn à? Chỉ hắc ám à? Đánh thế mà này không có sách thánh gì đâu. Hai sách thánh. Phù thủy, ma lốc mình yếu quá, ma lốc mình không cánh ở góc bên kia. Một cái ma lốc này không gánh được. Truy hồn nhá. Thì cho con teo đi, mình cần một con teo để cầm cái truy hồn cho mình. Xong là tí tốc đánh. Mà tí giáp đi. Lớp 2 nhỉ. Crash 2. Nili. Teo multi luôn quan trọng phết nhỉ. Góc này teo multi cũng khá đẹp. Hai thương ba thương bắt đáy bên kia thôi anh em. Kệ cả teo multi thẳng đẹp này. Một nhát. Chrissy sẽ chết trước nhỉ? Cho Chrissy chết trước. Nào, bốn cát mình cho cái này con Vera sao? Đang đứng góc khá là chí mạng. 5 con. Mình nghĩ là chơi được ấy. Mà nó hơi khó lên 3, kệ đi. Tích tiền con cát rồi anh em ơi. Mà không ra rồi. Một đường thẳng nè. Chấp nhận cho xuống đáy bọn này. Lấy này đi. Cái này nhảy điên quá vậy. Vãi trưởng nó nhém chém gần hết mình à. Ây vãi. Thên. Ừ. Thôi định con cát thêm. Cày để cho tao bắn giữa. Tao đứng giữa đi. Bến QC lên ulti, đúng rồi. Ui không kìa còn chết luôn. Tao có tìm được phát nào anh em ơi. Nó lóc nhìn một phát, tao vẫn chết. Nó lóc nhìn một phát nữa. Con cát chết rồi. Vera đánh thường. Đánh thường. Ulti đánh thường nhưng được. Không sao mình cũng đang lấy máu đè người. Máu đè. Hai bạn. Một bạn chết. Thế một sót tướng mình thêm cái gì nhỉ? Cái Lee, cái Si à? Con cát 2 à? Ôi giời ơi, hai thương mình vừa gặp bạn thương bắt đáy đáy bên này đúng không? Là bạn này, bây giờ mình gặp bạn, khả năng gặp bạn nó gặp đáy bên kia thôi. Mình sẽ đẩy sang đáy bên này. Còn Nakot thì không, không có Nakot gì đúng không? Sẽ đẩy sang đáy bên này, bạn này bắt đáy bên kia, cái Si ở giữa. Thêm sát tướng thì thêm con cát. Okay. Đề nữa là đồ thủ mình hơi ít, đồ này hơi xấu. Chứ đồ thủ cho con teo.
khả năng là thế này thôi nhỉ. Cái thú này cho con Vera thôi nhỉ. Bút không tàn cho con Teo thôi nhỉ. Này cho con cát còn lại thôi nhỉ. Và mấy bạn này bán đi nhỉ. Vậy thôi em ơi, con hai con cát hai bên này. Hoa lốc đứng giữa này, Teo gạo đóng đứng đáy bên này này. Hai này đứng đây này. Ok, bạn thương bên này thôi. Cái bên kia. Hơi xấu tí mà tặng được, chẳng tính nhận được. Mà nó vẫn nhảy được. Teo đi một phát cuối không? Một phát cuối, ok. Chẳng không sống được lâu đâu nhưng mà xem sống đến đâu thì sống. Rồi xong muốn giết con rồng rồi. Yếu nhở. Yếu nào ấy nhỉ. Thắng được gì bây giờ. Cần thêm đồ em ấy. Thêm tí đồ gì đó hay không. Không chơi với bạn kia. Đồ xấu quá. Đồ xấu quá. Trời ơi. Đó rồi. Mày cũng chả lên được con gì nữa cơ. Hết cơ hội để lên rồi. Chả con gì để lên nữa. Thương bạn đáy bên này này. Bạn kia chết rồi đúng không? Thế bạn này thương đáy bên này thôi không? Teo này mình sẽ bắn vào thịt quái nào để bắn được vào teo này nhỉ? Teo này sẽ bắn chéo thôi. Chéo đây thôi. Ở đây má lốc đứng đây. Nên bắt giữa thôi xong rồi. Ở ngoài bắt con kia nhỉ? Cao bắn thẳng một phát nào. Một phát bắn thẳng. Ok, ăn choáng. Sấy đi em. Món cát nhảy. Món cát nhảy. Mình thua anh em ơi. Chúng ta phải chơi lấy máu đè người thôi chứ cũng chẳng cách nào khác. Hết cơ hội. Biết chơi gì luôn này. Mình đi. Đi thay con quái gì. Teo à. Teo mình bắn được chứ. Chịu anh em ơi. Đó, con này chơi kiểu cẩn thận rồi. Teo kia bắn sẽ bắn đâu han. Teo hai góc à? Chả làm gì hai con Teo này anh em ơi. Khó của Nam Cường luôn. Nam Cường lên xuống đáy này. Lên xuống đáy ở đây đúng không? Mà lúc đứng đây đi. Ăn gì hai con Teo này không? Mình có choi con nào không? Có choi không? Chơi này thôi. Hai con Teo bắn ra hai góc bên ngoài. Xong hai con cát ở giữa. Ô con thêm này vẫn bổ vào đây này thôi xong rồi bạn ấy chơi con thêm mình rồi em ơi. Chơi con thêm mình chịu rồi. Không cách nào anh em ơi, bạn ấy cũng thương mấy điều hướng ghê quá. Cũng làm gì đồ mình thì cũng không phải là quá đẹp. Đồ toàn cái đồ chẩu chẩu gì cũng biết. Mỗi sách thánh đầu game, thẻ thú. Thôi vậy thôi anh em ơi, với mình đến đây kết thúc rồi. Thích cái clip trên thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye. Ồ, Nam Cường.